Chào các bạn đã đến với lại kênh show Mystery with Tarot của mình, và mình là reader Huỳnh Kim Ngân. Ngày hôm nay mình sẽ làm một chủ đề có tên là bạn sẽ trải qua tầm bao nhiêu mối tình trước khi tìm được true love hoặc là soulmate của các bạn nha. Video này á, đối tượng hướng đến là các bạn chưa lấy chồng lấy vợ, hoặc các bạn lấy chồng lấy vợ rồi vẫn xem được, tại vì có thể bạn đời của các bạn là có thể là nhiều người nha, kiểu như là không phải là mình nói là các bạn có thể trải qua nhiều đời chồng đời vợ ấy, cái kiểu là như vậy nha. Nên nếu như các bạn cảm thấy tình cảm của mình và chồng mình có vấn đề thì video này các bạn vẫn có thể xem được luôn nha. Thì cái này là mình nói về cái true love, kia là cái tình yêu mà các bạn cảm thấy là người phù hợp nè, người đúng nè, chính xác với các bạn nè, thì các bạn sẽ coi được luôn nha. Rồi, đối với các bạn mà đến với kênh của mình lần đầu tiên á, mình sẽ giải thích luật, đó là trong mỗi video mình sẽ cho các bạn ba vật tượng trưng cho ba tụ bài, và việc của các bạn đó là dừng video này lại khoảng 5 tới 10 giây, nghĩ đến vấn đề tình cảm của bản thân, những người các bạn đã từng yêu, từng trải qua, rồi sau đó các bạn đi xuống cái phần mô tả nha, chọn cái tụ bài phù hợp và bấm tụ và xem thôi. Hôm nay mình sẽ cho các bạn chọn đá. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Mình sẽ cho các bạn xem kỹ đá để chọn nha. Tụ 1 nhé. Tụ 2 nè. Tụ 3. Các bạn có thể chọn nhiều hơn một tụ nha. Đây, ok, chúng ta bắt đầu vào tụ 1 thôi. Cho các bạn tụ 1 đã chọn viên đá này. Mình sẽ để viên đá dễ thương ở đây. Để xem coi, mình sẽ xem cho các bạn tụ 1 là các bạn tụ 1 sẽ trải qua tầm bao nhiêu mối tình và có mối tình nào gọi là khắc cốt ghi tâm và rút kinh nghiệm cho vợ chồng tương lai hay là bạn đời tương lai của các bạn hay không. Các bạn tụ 1 sẽ trải qua bao nhiêu mối tình để mới gặp được true love của bản thân. Các bạn tụ 1 ở đây có thể là người khó để yêu thương đấy. Kiểu như là có nhiều những cái sự lựa chọn cho các bạn, rất nhiều luôn. Bảy cốc là các bạn thậm chí mơ hồ không biết chọn ai. Nếu như mà một số những cái bạn kêu ở đây là chưa có bồ hoặc là chưa có ai để ý thì thật sự ra tương lai sẽ có nha. Các bạn sẽ có nhiều cốc đến nỗi mà kiểu như là nhiều người để ý, có thể nhiều người theo đuổi khi mà các bạn dậy thì thành công, trưởng thành trở nên xinh trai đẹp gái. Thì mình thấy ở đây là có nhiều đối tượng để ý các bạn. Nhưng mà các bạn vẫn luôn rất là trong cái trạng thái phòng phòng thủ á. Mình đoán có thể là các bạn từng, một là không tin ai nha, hai là từng bị tổn thương trong tình cảm nên đâm ra các bạn trở nên lạnh lùng và ngăn cách cái cảm xúc của bản thân với những người xung quanh. Mình thấy ở đây là có nhiều người vây quanh nhưng mà các bạn kiểu như vẫn thấy mình cô độc cô đơn trên cái con đường và luôn tìm kiếm một cái gì đó nó xa hơn như thế này. Thì mình có thể thấy là các bạn sẽ được rất nhiều người thích nhưng mà tâm của các bạn thì chả để ý đến ai. Đầu tiên là cái điều mình thấy là vậy nha. Mình sẽ rút thêm coi là có ai được các bạn giống như là chọn mặt gửi vàng hay không. Và nếu như có thì tầm bao nhiêu người trước khi tìm được ra true love. Có nè. Sẽ có tùy bạn ở đây nha. Tại vì các bạn khó yêu nên mình thấy là tầm từ 1 đến 2 người sẽ được các bạn chọn mặt gửi vàng để quen. Rồi sau đó là các bạn cũng là dạng tìm hiểu rất là kỹ, bạn âm thầm quan sát đối phương nè, bạn để ý những cái đối phương thích nè, bạn để ý những cái gì mà làm họ cảm thấy khó chịu, buồn lòng và cũng như là đối phương hợp với bạn bao nhiêu phần trăm. Mình thấy ở đây là được nhiều người để ý nhưng mà chân thật mà đặt tình cảm thật đối với bạn đếm trên đầu ngón tay nha. Kiểu như bạn kỹ tánh ấy, cỡ 1 đến 2 người sẽ làm cho bạn thật sự rung động nha. Rung động ở đây là kiểu cảm giác thật sự rất thích luôn á, thích đến nỗi mà nhiều khi bạn sẽ phải tự hỏi bản thân là what's happening to me, tại sao lại cảm thấy như vậy, chuyện gì xảy ra với tôi vậy, dạng như vậy luôn nha. Để xem coi, 2 đến 3 người, 2 đến 3 người chung quy là rất là ít nha, tầm 2 đến 3 người đổ lại thôi à, là được các bạn thật sự đầu tư nè, quen nghiêm túc nè trước khi tiến đến cái vấn đề hôn nhân. Thiệt luôn á, các bạn mình thấy nha,
kiểu như là có cái phong thái có thể bên ngoài nhìn rất là ok luôn, kiểu như là trai xinh gái đẹp nè, có ánh hào quang tỏa ra lung linh nè, nhưng mà khi mà tiến đến cái việc mà yêu á thì cực kỳ gắt. Các bạn có thể có cái sự tán tỉnh flirting ở đây nhưng mà hầu như không ai đạt được cái tâm ý của các bạn. Mà những cái người mà được các bạn chọn á, thứ nhất là hợp về tâm đầu ý hợp nè, rất là hợp luôn thì các bạn mới chọn. Thứ hai là làm cho các bạn cảm thấy rất là hạnh phúc và viên mãn ở đây thì các bạn mới chọn. Đúng là rất là ít. Để mình xem coi còn có gì nữa. Thật ra các bạn rất là tình cảm luôn. King of Cups, các bạn luôn có khao khát được yêu đương cháy bỏng. Các bạn vẫn luôn mong muốn tìm được nửa kia của mình. Mình có thể kết luận rằng trước khi mà bạn tìm được true love, bạn sẽ trải qua tầm 3 mối tình đổ xuống nha. Mà 3, 2, 3 hay 2 hay 1 tùy bạn nha. Nhưng mà những cái người đó kiểu như là làm cho bạn cảm thấy rất là hòa hợp nè, rất là vui vẻ nè. Còn một số còn lại á, thì là mình thấy các bạn cảm thấy không có ổn nữa, nên các bạn tự động bỏ đi. Thường các bạn sẽ là người tự động bỏ đi trong mối quan hệ nha, tự động bỏ đi về mặt cảm xúc. Có thể có một số bạn ở đây là còn không có nỡ chia tay người đó. Cái người mà các bạn quen không nỡ chia tay mà các bạn tỏ vẻ lạnh lùng, sau đó người đó tự tự hiểu ra rồi sau đó người kia sẽ nói lời chia tay, cái kiểu vậy nha. Một số bạn ở đây là sẽ là người tự nói lời chia tay, một số bạn lại dùng cái kiểu đuổi khéo. Mình thấy là vậy. Nên vì các bạn khó yêu nên cũng không có lăng nhăng lắm. Thấy có magician, nghĩa là ánh hào quang rực rỡ nhưng mà không có thấy lá nai gậy, nên mình sẽ không nghĩ các bạn là playboy, playgirl, mà kiểu như là đẹp trai, đẹp gái, có nhiều thứ cho người ta ngưỡng mộ nhưng mà không có chơi đùa, không có trêu hoa. Mình thấy là vậy. Có thể kết luận là vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu là khoảng 3, 2, 1 người là các bạn có thể lấy ra nha. Nhưng mà không phải lấy mối tình đầu rồi. Tại vì cái kiểu như mình thấy các bạn đề phòng ở đây á, cái năng lượng của vua kiếm á, là cái năng lượng cực kỳ phòng thủ và cực kỳ bảo vệ cái cảm xúc của mình luôn. Kiểu như ông vua thấy cái lá này mà đúng không, cầm cái cây kiếm để trước mặt mặc áo giáp nữa. Kiểu như là hoàn toàn che đậy đi cái cảm xúc thật của mình, và ai mà tiến đến mà mom em là vua kiếm là chặt luôn á. Nên cái kiểu như là mình nghĩ là các bạn từng tổn thương trong tình cảm thì có thể là mối tình đầu thôi, nên không phải lấy mối tình đầu rồi. Tầm 2 đến 3 người là bạn sẽ tìm được true love nha. Thử bộ này xem. Xem bài cho mình biết các bạn tụ một á, họ sẽ yêu tầm mấy người trước khi tìm được true love và soulmate của cuộc đời họ. Đúng là ít lắm, nhiều khi là tình cảm nó tự dâng đến bạn cũng còn từ chối nó nữa. Đúng đúng như bộ kia ra thôi. Những người mà được bạn cho cơ hội thật sự rất là hiếm. Các bạn thuộc dạng khó tánh nè. Có mùi cung cự giải ở đây. Đa phần có thể các bạn xem video này, một là người cung cự giải, hai là trong biểu đồ sao có rất nhiều cự giải nằm trong đó. Nên cái tố chất, cái sự bảo vệ để rất là nhiều, bảo vệ bản thân á, từng bị phản bội trong quá khứ nè bạn, hoặc là sắp tới khi mà bạn yêu ai á, cẩn thận sẽ có cái chuyện làm cho bạn đau lòng, đau khổ và tổn thương nhiều ở đây, làm cho bạn về sau phòng thủ rất là nhiều. Nên mà bạn ít cho người ta cơ hội lắm. Và một khi tìm được, mình thấy là bạn có cái sự chung thủy, nghĩa là phải đúng người nha, không đúng người thì khó. Tánh bạn cũng kiểm soát nữa. Mình thấy là tầm 2 đến 3 người vẫn là cái con số đó à. Và cái người mà bạn thật sự gửi gắm, là người mà đem lại cho bạn viên mãn hạnh phúc 10 cốc thì bạn mới chọn. Rồi, ok. Vậy mình xin dừng trải bài các bạn tụ một tại đây nha. Mình thấy là con số các bạn là không có quá nhiều. Có thể là thời gian các bạn chờ đợi á, thì những cái người đó nó lần lượt tiến đến các bạn thì nó lâu. Nhưng mà cái kiểu như là bạn chỉ yêu vài người thôi là các bạn sẽ lấy rồi. Cái kiểu là true love tìm được cũng khá là nhanh, nên các bạn không cần phải lo nha. Rồi, mình xin gặp các bạn tụ một tại lần sau. Nếu như các bạn có nhu cầu xem riêng với mình thì các bạn cứ inbox Instagram hoặc Facebook của mình nha. Mình để địa chỉ ở dưới cái phần mô tả cho các bạn liên hệ. Thì cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ mình nha.
Bye bye, chào các bạn tụ 1. Mình sẽ đến với các bạn tụ 2 để chọn viên đá này nha. Giờ mình sẽ xem coi các bạn tụ 2 bạn sẽ yêu tầm bao nhiêu người trước khi tìm ra được true love và tình yêu đích thật, soulmate gì đó của các bạn nha. Thú vị. Mình rút thêm nha. Trời ơi, biết ngay mà. Ngại ghê. Các bạn yêu có xu hướng yêu nhiều người một lúc nữa. Các bạn tụ hai mình thấy khó để chung thủy. Các bạn khó để cam kết, khó để chung thủy. Kiểu như có mùi lừa tình ở đây. Mình không phải kêu các bạn là những người thích làm như vậy, mà cái kiểu như là bạn có cái xu hướng là thích được phiêu lưu nè, thích được tìm hiểu nhiều dạng người, nhiều mẫu người, và có quá nhiều sự lựa chọn ở đây cho các bạn. Các bạn được tới 7 cốc, có nhiều những cái offer sẽ đưa ra cho các bạn và các bạn không biết chọn ai, nên kiểu như các bạn cảm thấy là chưa cam kết với ai thì cứ cạnh tranh công bằng thôi. Người nào đến mà làm cho các bạn động lòng, hợp với các bạn thì các bạn đưa đi chơi, cái kiểu vậy, giống như là cạnh tranh công bằng, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu như vậy thì các bạn không nên hứa hẹn quá nhiều. Có thể các bạn có hứa hẹn với một trong những người mà thật lòng với các bạn điều gì đó, hoặc là kiểu như bạn đã thể hiện cái niềm tin làm cho họ gieo hy vọng á, nên về sau mình thấy bạn né những cái người đó, những cái người mà bạn đã từng gieo hy vọng cho họ, bạn có xu hướng né. Thì ở đây nó nhắc đến cái phần trách nhiệm nha. Nếu như các bạn vẫn trong trạng thái thích lông bông chút xíu, chưa có muốn cam kết á, thì các bạn cũng đừng gieo hy vọng quá nhiều để cho người ta đỡ đau khổ. Mà cái nguyên nhân mà các bạn quen nhiều người á là mình thấy vì họ không có hợp. Những cái người mà các bạn quen không hợp về cách sống nè, về lối sống nè, và các bạn vẫn luôn trong trạng thái là cảm thấy cô đơn, mặc dù đã quen trong mối quan hệ rồi mà vẫn giống như là mình tự mình đi trên cái con đường của mình vậy á, người đó không có cho mình trong kế hoạch của họ dạng vậy. Và bạn ở đây có cái tính như là cái tính kiểm soát rất là cao luôn á. Khi mà trong một mối quan hệ, các bạn sẽ muốn mình là người điều khiển mối quan hệ theo cái ý của mình. Nó mà không đi được đúng theo cái ý các bạn có xu hướng như là bất mãn nè, giống như là muốn có một cái người phục tùng mình, một cái người mà nghe theo mình và coi cái tự trọng và nâng mình giống như là cái người được quan trọng trong mối quan hệ á. Nên thấy là mình thấy là bạn sẽ trải qua nhiều mối tình trước khi mà các bạn tìm được true love nha. Và có lẽ nha, một số những cái bạn tụ hai, mình không nói tất cả, là có được cái mối tình đầu rất là viên mãn, hoặc là một cái mối tình đầu mà các bạn khắc cốt ghi tâm không quên được. Và chính vì vậy về sau á, các bạn không có cái cảm xúc tương tự với những người khác như cái bạn mối tình đầu, nên bạn có xu hướng là lông bông hết người này đến người khác để mong rằng có thể tìm lại được cái cảm giác đầu tiên mà đã cho các bạn. Mình sẽ rút tiếp nha. Không có vấn đề gì cả. Quen nhiều người như mình nói cạnh tranh công bằng thì thôi. Nhưng mà khi mà các bạn tìm được một người mà hợp tâm tâm ý các bạn nè, các bạn thấy hybrid ten cup không? Thì mình thấy là các bạn đưa ra cái quyết định rất là nhanh để kết hợp với người đó luôn. Tuy nhiên chỉ cần người ta đi nghịch lại ý các bạn chút xíu thôi, các bạn sẵn sàng bỏ đi, rất lý trí nha. Hay ô, có mùi phủ ở đây nữa. Chung quy thì các bạn lý trí thì tốt, nhưng mà cũng phải có trách nhiệm với cảm xúc của những người khác. Những người khác mà họ cảm thấy đau đớn á, họ sẽ thù ghét các bạn ấy, nên đừng tạo cho họ cái cảm giác thù ghét, họ nguyền rủa các bạn thì các bạn cũng khổ về đường tình lắm ấy. Nên hãy chân thật, chân thành. Nếu như mà muốn cạnh tranh công bằng á, thì đừng có quá hứa hẹn với ai. Cái kiểu như có thể nói phủ đầu trước là nếu như mà bạn quen mình á, là mình sẽ làm trái tim bạn tổn thương, ví dụ vậy. Nhớ cái bài Heartbreaker của Ty Cruz á, cái bài đó I'm only gonna break break your break break your heart, giống dạng vậy nha. Chứ đừng có kiểu quá là nghiêm túc với người ta, rồi người ta hy vọng về sau là các bạn rất là không có được viên mãn đâu. Khi mà làm nhiều người đau lòng á, thì cái cuộc đường tình của các bạn sẽ bị nghiệp duyên nha. Rồi,
thì mình kết luận rằng mình không cần phải trải bộ thứ hai đâu, chỉ cần nhiêu đây mình có thể kết luận rằng là các bạn tụ hai là những người đào hoa, có nhiều người theo đuổi săn đón và các bạn có xu hướng là cho nhiều người cơ hội và thậm chí có cái phần hơi bị playboy playgirl ở đây. Nhưng mà về sau khi mà các bạn tìm được người tâm đầu ý hợp về cái phần spiritual thì các bạn ra quyết định đến với họ khá là nhanh. Nhưng mà cái mâu thuẫn của các bạn là nếu như mà gặp trái cảnh trái ý nghịch lòng á, mình thấy các bạn dễ dàng bỏ bỏ tay và buông xuôi chứ không có cố gắng nhiều, nên lời khuyên là đầu tư phải đầu tư cho đáng. Bạn đi chơi với người ta cũng tốn tiền, tốn thời gian, tốn thì giờ, thì đầu tư cho đáng nha bạn. Rồi, mình xin được kết thúc trải bài của các bạn tụ hai tại đây. Nếu các bạn tụ hai cảm thấy thích video, mình mời các bạn tụ hai like và subscribe channel của mình. Nếu các bạn muốn đặt lịch riêng với mình thì là ở dưới phần mô tả mình có để thông tin Facebook và Instagram nha. Và mình xin cảm ơn các bạn tụ hai đã ủng hộ mình thời gian qua. Xin chào các bạn tụ hai và hẹn gặp lại các bạn lần tới nha. Bye bye. Mình xin tới các bạn tụ ba nè. Các bạn tụ ba chọn đá này của mình nha. Mình để nó ở đây. Mình sẽ xem coi là các bạn tụ ba sẽ yêu khoảng bao nhiêu người, là nghiêm túc trải qua bao nhiêu mối tình để đến được tìm được cái người true love và soulmate của các bạn nha. Có mùi của sữa chung thủy. Để mình trải thêm nha, mình chưa kết luận. Các bạn có vẻ là mẫu người dạng như yêu ai là muốn yêu một lần rồi sau đó lấy luôn á, cái kiểu vậy. Nhưng mà tình duyên nó có cho bạn đạt ý nguyện hay không thì còn phải tùy thuộc vào điều đó nữa. Hôm nay có một cái điều chung ở ba tụ là các bạn đều cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ dù quen bất cứ ai ha. Các bạn tụ ba là mình thấy là các bạn là người rất là đầu tư cho mối quan hệ nè, chung thủy nè, và cái kiểu như là dù nó có problem trong mối quan hệ, các bạn vẫn là người muốn sửa chữa nó, không có muốn thay đổi. Các bạn là người sợ thay đổi trong mối quan hệ nữa, kiểu như là một khi quen ai mà nó có cái vấn đề trong mối quan hệ á, có thể nhiều khi các bạn biết là hai bên ở với nhau không hợp, chỉ gây độc hại cho nhau thôi, mà các bạn vẫn cố gắng duy trì nó để kiểu như là thà sửa cái vấn đề với bạn còn hơn đi quen một người mới tìm hiểu lại từ đầu á. Mình thấy các bạn có xu hướng vậy nha, nên đó là lý do tại sao các bạn chung thủy. Các bạn chung thủy là vì các bạn là yếu tố đất nhiều, đất với nước nhiều. Đúng rồi, y chang vậy. À, dù thậm chí mà dù cái mối quan hệ này nó có tan tan đàn xẻ nghé rồi mất hết cái niềm tin trong mối quan hệ, mình thấy các bạn vẫn không muốn chia tay nha. Cái kiểu các bạn cứ ở đó mong rằng nó sẽ tốt hơn mà nó càng tệ càng tệ. Nếu như mà nó càng ngày càng tệ thì mình thấy các bạn có xu hướng hangman luôn, nghĩa là để đó thả đó cho ra sao thì ra, chứ không có đưa ra cái quyết định chia tay nữa. Các bạn có cái sự trì trệ và thụ động ở đây, thậm chí các bạn còn lười quen nữa nha, mình thấy là vậy nữa. Mình thấy các bạn cũng quen không nhiều đâu, cỡ quen hai ba người. Nhưng mà khác với các bạn tụ một nha, các bạn tụ một cũng quen cỡ hai ba người, nhưng mà các bạn tụ một có nhiều người để ý lắm. Họ có thể là quen chơi một số người, sau đó quen thật ba hai ba người, là những cái người mà họ quen thật á, là họ thật sự đặt tâm vào cái cảm xúc của họ mãnh liệt. Còn những cái người kia có thể là họ đi ăn đi chơi vài lần, còn ở đây các bạn mình thấy là các bạn ít đi ăn đi chơi luôn, và cũng dạng như ít, không phải là ít người để ý mà cái kiểu như là nó không có sơ sài, nó không có thu hút mạnh mẽ như các bạn tụ một. Thì ở đây các bạn có xu hướng như là quen ai là quen cho đáng cái đồng tiền bát gạo của mình luôn, và phải đầu tư cho nó mãnh liệt và phải vắt kiệt sức giống vậy vậy đó. Thì các bạn mới chịu, mình thấy là vậy. Nên cỡ hai ba người khi mà không thể nào sửa được nữa, xì stress lắm các bạn mới bỏ đi. Ít ra một số những cái bạn tụ ba ở đây còn biết đường bỏ đi nha, còn một số các bạn còn lại trong mấy cảnh cam chịu không à, thì cái này nó không tốt cho các bạn lắm. Các bạn nên có một cái ưu tiên đầu tiên, đó là love yourself first nha. Sau khi các bạn học cái cách yêu thương bản thân á, thì các bạn mới đón nhận được tình yêu đúng đắn nè. Giống như cái lá phép hoa nè, khi mà các bạn thay đổi bản thân nè, học được những cái bài học về tình yêu như thế này á, các bạn trau dồi cái kiến thức cho cá nhân bản thân, các bạn thay đổi, các bạn sẽ có những cái con đường hướng mới hơn ngoài kia.
Hay sau khi các bạn thay đổi thì mình thấy có nhiều những cái cốc được đưa cho các bạn nha, nên đừng có cứ dai dẳng mãi với một cốc. Có thể các bạn ở đây thật sự là người chung thủy thật ấy, kiểu như lúc đầu mình thấy có cái lá nữ hoàng tiền là mình đã thấy có cái mùi chung thủy rồi. À, và về sau á, sau khi các bạn dứt được cái mối quan hệ ám ảnh nào đó thì các bạn mới có những cái xoay chuyển tình duyên đưa đến. Và mặc dù có tình duyên mới đưa đến, mình thấy các bạn lúc này không có muốn chọn ai luôn á, trời ơi thành nữ hoàng kiếm luôn. Sau khi cái trận gọi là khủng hoảng với cái mối tình mà làm cho các bạn vắt kiệt sức nè, đầu tư hết mình thấy các bạn trở thành nữ hoàng kiếm, nghĩa là hầu như không muốn quen ai, đóng chặt cửa lòng luôn. Cái kiểu này hơi khó. Mình sẽ thấy là các bạn chỉ quen một đến hai người, một số bạn ở đây có thể quen được tới ba người, nhưng mà chỉ một vài lần như vậy thôi, mình thấy các bạn có xu hướng đóng chặt cửa lòng và có thể một số bạn ở đây muốn ở độc thân luôn á, nên nó không có được tốt cho các bạn lắm, nó toxic cho tất cả các bạn luôn ấy. Trời ơi, mối tình đầu hả bạn, mối tình đầu làm cho các bạn đau khổ đúng không? Một số các bạn ở đây là bị đau khổ bởi người đầu tiên nha, nó ám ảnh nên không có dám yêu ai, đóng chặt cửa lòng luôn. Heo, mình nghĩ là các bạn ở đây á, sau khi trải qua vết thương lòng sẽ chờ đợi một thời gian dài, sau đó các bạn quen người thứ hai nha. Có thể người thứ hai là các bạn đã lấy rồi ấy. Có thể người thứ hai là người chữa lành lành tâm hồn là lấy rồi. Một số các bạn sẽ là thêm cái người thứ ba nữa, nhưng mà các bạn ở đây là không những khó yêu mà còn khó chọn lựa, còn gắt hơn các bạn tụ một nữa nha. Các bạn tụ một ít ra vẫn còn có xu hướng là cứ đi chơi, đi ăn đi chơi thử, còn khi nào cam kết thật thì hãy tính. Còn các bạn ở đây là không muốn đi ăn đi chơi luôn, có người ta mời cũng say no cái kiểu vậy luôn, mà đi ăn cũng không có tâm trạng để đi ăn đi chơi luôn á, mình thấy là vậy, nó buồn đến như vậy luôn ấy. Nên các bạn hãy thay đổi bản thân nha, kiểu như là không ai yêu bản thân bạn bằng các bạn đâu, người ta không có buồn về các bạn đâu, chỉ có các bạn buồn, các bạn stress với bản thân các bạn thôi. Về sau các bạn cho các bản thân các bạn cơ hội thì mình thấy là bạn cũng sẽ tìm được cái người tâm đầu ý hợp khá là nhanh, như mình nói chỉ cần 2 đến 3 người thôi là các bạn đã tìm được ý trung nhân rồi nha. Rồi, mình xin được dừng trải bài các bạn tụ ba tại đây. Và các bạn tụ ba nếu như cảm thấy thích video này thì các bạn có thể like và subscribe channel của mình để ủng hộ mình ra thêm nhiều video mới nhé. Và nếu như các bạn muốn được xem riêng với mình á thì mình có để thông tin Facebook và Instagram ở phía phần mô tả. Mình xin được cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ mình và xin chào tạm biệt các bạn tụ ba. Bye bye.